Okay, hello everyone. How are you? Okay, for me, I am very well. Okay, how are you? Or we can say, how are you doing? Or how is it going? Yeah. Chẳng bày đang smile thì nè. How are you? Smile phía thá. How are you doing? How is it going? Và ta nè số bài tế. Chúng ta dính như ách lại thá. I am fine. I am okay. I am very well. I am good. Okay. For me, I am very well. Okay. I think you are all fine. Okay. Now, let's start our lesson today. Easy. Okay. Side words. Fine. Yeah, easy side word number 5. Okay. Order, please. Now, let's start. Okay, unit 5. Okay. You what? No one come. More. And number 2. Here. Tini. Yes. And number 4. Down. Bam. The ground. Awesome. Lăng lỡ. Example. Come here, boys. And one more.
come down here. Okay, after that, please write down, yes, easy side words, unit 5, new words, come, more, here, tini, down, to ground, up, lang lơ, example, come here, boy, come down here, come to me, boy, come down, you are up, say, come down. Okay, now write it, please. Yes, write it, please. Và lấy cho lúc quạt phát xuất ở dưỡng đăng đoàn tiết ná. Dưỡng riêng nói hai nón. Sau ổn nước nằm nàng ở nón. Phải thản niềm. Sau cắt là sau ấn. Đó sau vi ní nằm nàng ở vớ. Đó y thì chỉ nếu tầm nàng ơi ết chị chiếu. Con là niếm. Mỗi bị bày. Này này là cả. Ba. Nào bạn này. Ok.
Ba adverb. Mùi bì bài buồn. Ok, a noun name. Cái verb kể sát. Adjective cùng niệm. Adverb cùng kể giá. Mùi bì bài buồn. Ba, mình nói tiếp này. Và cho to một hàng này đài quá nắp. Nè. Ok, chương trình ban nào niệm vì ní verb kể giá adg ní attitude quần niệm adv ní adverb quần kể giá ní preposition nè. Và mình chắc những bạn là bạn pram nhưng thay một mùi tiết pro luôn nào anh sắp phần niềm pro nào anh sắp phần niềm bà pro nào sắp phần niềm chẳng mùi bị bay bốn ram của mùi bà nhưng lại ban của mùi thì tất cả là số ba của mùi anh tha anh ấy nào niệm vì ní vơ kề sát j d e ní a d g ní adjective quần niệm a d v ní adverb quần kề giá prep ní preposition nè pro ní pronoun sắp niệm và sau con chẳng sẵn interjection ở sau phiên tiền và con ta nhìn đạo ừ, với những lần sẵn sàng với những bạn thì ok tập rồi đó
Okay. Finish. Yeah. Let's continue. Yes. Nó phụ phá thân á. Ví dụ là mùi mùi ở đây tớm chăm mùi ảnh đi. Ảnh nín niềm. Bà niềm nhưng đang hái. Vậy là mình sẽ mùi hạ bà này lúc nó cứ chỉ niềm. Thì phì ní vi, vi là nàng hồi phơ bị tèm đón. Phá thật kê giả sạp. Kê giả sạp. Kê giả sạp cứ chia sắc cả một hiếp để dừng phơ đánh đa chồng quay chị đám nó gà hào thật kê giả sạp. Thì bày ní A, D, G anh thật attitude. Attitude quân là niềm. Quân là niềm nó nông sạc mà dưới nó dưới thà vì quân niềm, vì niềm đưa cờ bình chạy nơi áo ấy, niềm và quay đây dưới này dây vì quân niềm, vì niềm đưa cờ bình chạy nơi áo niềm cái áo chung một hai chỉ quân là niềm và adverb và nít adverb quân kể giả adverb quân kể giả quân kể giả và cứ biết những cái pra láng xâm rạp bình chạy tạo áo ấy quân kể giả khả nếu biết nâng bình chạy tự ái kể giả sạc hoặc mà thạc đào đá bị thạc đào nâng chía kể giả ok I walk trong đào đa dạng mách slowly trong đào dư dư à bị dư dư đấy thì quân kể giả mình chạy nơi bị thạc walk đa dạng mách đa dạng dư dư à nó ngay thạc thạc quân kể giả trong nói tiếp phám preposition nè preposition dừng prai thật nét nè bà nè nâng quyền nâng cứ những an tha preposition cái prá sầm rạp cho bị bịa muối tàu bịa muối tiền này lẽ bà nâng cái hào thá nè ông mà nào under the table nó cầm tóc a cat is under the table chả má cái nó cầm tóc under nó cái hào thật nè on the book is on the table. The phone nó lơ tọc. Chẳng bịa tha nó lơ nó cái hào thật nè. Chẳng xong ra cho bị bịa tha nè. Bị tọc nè. Mò viên the phone. Và chẳng hẳn cao kế cái ở trong tha pronoun. Nếu cái phụ phân là phải dùng trụ trụ hết thì tập phải dừng lên tầm mỗi dừng như thế này. Pronoun và pro nó chùm nua. Pronoun phải thả sắp niềm. Pronoun sắp niềm. Sắp niềm. Mình này thả vì nó đã pro hết bộ đồng noun. Pro ra chùm nua nó. Đó pro bộ đồng noun. Noun niềm. Chẳng pronoun sắp niềm. Không phải em phải sắp niềm. Sắp vẹn ra chùm nua. Cứ vì nó cái pra láng xâm rạp chùm nua ở niềm. Ủa tiêu hoa thả cả nhà. Cả nhà riêng em bị sao anh lấy đầu màu pram. Cả nhà chỉ mua kì mà nó niềm. Nhưng chẳng đập bay chùm nô ao sao còn niềm. Nhưng cả nhà nó kêu ọt bạn gì mà đón tiếp bị chọc đá kì đã tha. Ấy lâu niếng đô mà riêng đầu màu cũng phần hài. Nhưng chẳng biết nâng niềm nâng ánh kì ao chùm mua thá. Sắp niềm. Sắp niềm nó cứ xâm ra chùm nô ao niềm biệt tha niềm cả nhà nâng ánh. Né. Ôm mà thật. Và cả nhà is a student. Cả nhà is a student. Cả nhà chỉ sao hầm nè. Cả nhà chỉ mua hả. Bà với chị niềm. Now ai lâu nè. She become a teacher. Niềng mang khai chỉ kru bằng nền hào. Chẳng niềng nâng cứ chùm nuôi. Cả nhà kia mạch như thế. Cả nhà become a teacher như thế. Nhận dây nó kì dù bị sạch rất thẳng lời mà hào. Chẳng sọc dựt đầy mó sắp niềm cứ kì pra lãng xâm rạp chùm nuôi ở niềm. I am a teacher. Nhóm chì kru bằng riêng. Chẳng tu khu nó bỏ lạc kru nè. Mình chùm hào tha sổ văn chẳng. Nâng kì hào tha niềm. Đọt bị ai nâng chùm nuôi tu khu nó kru nâng kì ôi chùm nuôi sắp. Sắp niềm cứ xâm rạp chùm nuôi kru nuôi niềm nè. Chẳng mình này thấy là ở vậy là mình chùm hào bán chì niềm. Bị ai nâng kì pra xâm rạp chùm nuôi niềm nâng kì hào tha sắp. Sắp niềm. Ok. Now continue. Yes. Continue. Bạn. Chúng ta bằng tỏ. Ok all please.
read out there, yes. Easy side word. Oh, okay. Okay. Easy side words, unit 5, yes. Easy side words, unit 5. New words. Okay. Come. Và thằng móc vì chỉ kia sạp. Ô công quật, công nế tao tập quật ở nắng ná. Vì phụ nó phải là ôn đêm ăn chết ra hơn. Tấu đăng thả năng mình sẽ xâm khăn mà dài. Và come. Và chỉ kia sạp. Móc. Here. Bà. Thì ấn vơ bà phải thả tỉ ni. Here tỉ ni. There tỉ nu. Và chị ấn vơ cùng cửa giả. Nếu lúc ta à, around bracket. Vùng cửa chọn nó kìa hào thả around bracket. Bà vùng cửa chọn bà around bracket. Bà vùng cửa chọn. Và là dừng riêng đòi trâu dư tớ. Đừng riêng đòi nó đừng dù lá. Here. Ok. Tỉ ni. Down. Bà chỉ preposition cho crown. Up lần nữa. Example. Come here boy. On toy một nè. Come here boy. Yeah. Yes. Come down here boy nắng còn tôi còn nát. Come down here mà mình hãy cho một ráo một đi. Okay. Come to me boy. Yes. Come to me boy. Bà mở rộng nhỏ mốc ổn tôi. Come down. Yes. Mở rào mơ. You are up. Bà up là nếch chìa adverb bình. Mình ta bị khai từ bất tích adverb. You are up. Bà nét làm từ lời hài. Ok, you are up. Noun, yes. Verb, yes. Okay, stop. Attitude. Okay, attitude. Adverb. Preposition. Preposition. Yeah. Pronoun. Sắp phần niệm. Cô gặp phần mình chẳng đẹp ní. Và chuyện nó pro. Một chiều mùi nó nào. Bà pro bụng chừng nào pro phạt nào pro chừng nu đo pro nào mình lấy thá tiền nâng cao sầm đạp chừng nu ở niềm pro bụng nào tiếng tiền nâng này một tiền thật pro bụng nào. Ok, get pronoun. Yeah, pronoun. Ok, thank you. Ok, write it and read it for 5 minutes by yourself. Okay, write it, finish it. Okay, I think, are you ready? Yes. And then read it for 5 minutes. Yes, read it for 5 minutes. Thank you. Yeah.
Okay, don't forget read it 5 minutes read by yourself. Complete and we 5 minutes more and the clue របស់យើងបាទខ្លួននៅនឹងឯងនៅពីក្រោយនឹងឯងមើល comment បាទខ្លាចយើងសួរអីលោកគ្រូអត់បានឃើញព្រោះទូរស័ព្ទលោកគ្រូមានតែមួយទេពឹងរោមសុបាយរោទូរស័ព្ទមួយទៀតបាទចង់ឲ្យបានស្រួលក្នុងការបកស្រាយOkay, I'm back again. Yes. Ba. Kun tau vidka nang ru tau mai comment na. A tu sap ni be rieng steu dai a tu sap ni rieng asal ni te. Be rieng ni. Ku kumpung tae ro musubai ro teik tu sap mu tiet. Teik thmai ye teik ai pa tae ro musubai ro loi san ban a teik ban. Okay. Okay, thank you Limay. Okay, thank you very much.Okay, read after me again, please. One more time, read after me again. Okay. Easy, yes. Sign, words, unit, five. Okay. Easy, sign, words, unit, five. Yeah. Easy, sign, words, unit, five. New words. New words. You can add new words, eh? Sometimes we pronounce new, yeah. New word. New word. Yeah. New word.New words, new words, new words, yeah. Come more, opposite, go, yeah. Come more, opposite, go. Come here, opposite, go there. Come here, look me, opposite, go there. Tao tin nung, okay. Come, yeah. Here, yeah.Here, in it. There, you know. Here, in it. There, you know. Come here, no me. Go there, tao no. Go there, tao no. Come here, no me. Go there, tao no. Yeah, understand? Okay. Down, to ground. Down, yeah. Okay. Come down.Come down, please. Right here. Come down, please. Come down, please. Okay. If you have downstairs, upstairs, you know? Downstairs, upstairs. Come down, please. So, jump more ground. Come down, please. So, jump more ground. Go up, please.Go up, please. สมลางตะเลย Downstairs. บอกแต่ยังครับจวนกราว Downstairs. จวนกราว Upstairs. จวนเลยนะ Downstairs. จวนกราว Upstairs. จวนเลยโอเค Downstairs. จวนกราว Upstairs. จวนเลยโอเค Go upstairs. จวนเลย Come down. จวนกราว GoUp, lower the leg. Yeah. Come down, go up. Okay. Yeah. Up. Down. Up. Okay. Come here, boy. Come here, boy. Come here, boy. Come here, girl. Yeah. Come here, money. Come here. Come here, boy. On from money. Yeah. Come here, girl. On from money.
Okay, thế. Come here, boy. Ôn bằng một đi. Come down here. Come down here. Một đi một chân một rau. Come down here. Mà một rau đi. Mày đặt một rau đi. Come down here. Một rau đi. Come down here. Một rau đi. Go up there. Tới lớn nữa thôi. Come down here, một cái rộng đi. Yes. Come down here, một cái rộng đi. Ok. Come to me, boy. Yes. Come to me, boy. Mà rốt nhau mốc mình bỏ. Yeah. Come to me, boy. Ok, come to me, dog. Mà đây mốc mình nó mở chạy dành của sở lãnh nhé. Come to me, dog. Come to me, cat. Yeah. Bà, nít cái xong nào tôi lên một come to me, boy. Mà này mà đọc nhau mà. Come down. Come down. Cho. Mà. Cho một rào mà. Come down. Một rào mà. Come down. Mà là đám chờ nào ấy chứ. Cái cục mình là đám chờ. Come down. Come down. Cái quạt là đám chờ chứ. Cục mình. Come down. Cho một rào mà. Cô nâng trong rong lang tôi lời tức hạ. You are go up. Này ai đang tôi lời từ đây. You are go up rồi còn you are bà sorry you are up rồi còn you go up bà chúng ta đặt a hoặc đặt go chụp này đặt thành mũi mũi này you go up của bà you are up của bà đấy you go up này anh tự lựa ai come down một cái nào you are up ok you are up này tự lựa ha nếu có chúng ta thắc you go up chẳng bằng you go up, you go down. Thì nè. Lại nó đạt bằng được thì. Ok. Noun. Yeah. Noun. Ok. Noun. Yeah. Niệm. Verb. Verb. Kể đi giá. Adjective. Adjective. Mà đây xong tôi nha, xong lên nhờ lòng tụi không trăng sai lần đi hay tụi kì à chọc ai tới bây giờ mình xin đề màu anh chịu của nó niếm anh chịu của nó niếm adverb adverb phun từ giá bà bà preposition preposition nhé pronoun pronoun sắp niệm pronoun sắp niệm bà nè pro pro nè chúng ta là chấm nô noun noun nè niệm bà nè một kia thả pronoun chẳng xe bà nè so cắt là cũng đã ảo nè bà nam nè thế bà so phênh như bà nam nè lấy ok yeah let's continue riêng son thế là xa trăng phải cái à cái à nó bị cào chén nó bị lọt mà bà mới thấy không nhăm tập tí okay, now fill in the missing letter. Yes. Oh, but. Thank you.
Okay. Try to do it for 5 minutes. Ba. Đặt bấm pin. Fill in the missing letters. Đặt bấm pin axo đai bắt bong. Đặt bấm pin axo đai bắt bong. Ba, chẳng chỉ lo na đai dương ở khơi nó dương đặt bấm pin tàu. Ba, riêng lòng thế là xong tôi cái ai nó chết. Ba. Bà dừng một phần này mà đoàn tấu. Đoàn ý C O come. Mà nét. Ok. Đoàn ý. Thế mày. Here. Here tính đi tài. Thả tìm đi. Tính đã sao ấy. Sao ý. Or here. Đoàn ít down mà nét. Ok, boy. Me, yes. Bà đến sọ, đây là cái à, tao biết. In the missing letters, đã ông bên này sọ đã bắt, bắt bỏng. Mình giờ lòng này. Cũng đã tay một đòn tớ. Chọn. Ba. Chẳng phần năng sân nữa phụ long ru an đâm lang mới có ở được đây phụ chúng chăm mơ bạc mơ mê chúng lang វិញ đây a năng mê riên pimun mơ prai tha mấy tới bạn đó na có sải khlang pế có ở được sọ cò phụ sọ cò na mơ phía này ba bằng chớ. Ok, bye bye, see you tomorrow. Yeah, good dream. Good dream this night. Thank you very much. Yeah, for your learning English with me. Thank you very much. Thank you.